Dạ con, thầy là Thanh Long. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài giảng tiếp theo chúng ta trong chương trình toán lớp 7. Đó là tính chất ba đường phân giác của một tam giác. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung bài học này của chúng ta nhé. Thứ nhất, một tia phân giác của một góc. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ cho một cái góc cái nhỏ y có cái tia phân giác là OZ. Được chưa? Cho cái tia phân giác là x ở góc y tia phân giác là OZ. Được chưa? Được chưa? Cho cái tia phân giác x a y được chưa? Cái tia phân giác của chúng ta là tia OZ em. Bây giờ một điểm của chúng ta, một điểm bất kỳ, một điểm M. Bây giờ một điểm M bất kỳ đối thuộc vào tia OZ ta có như sau. Điểm M nó thuộc vào tia OZ thì cái điểm M này nó sẽ cách đều hai cái cạnh OX và OY của góc XOY này. Được chưa? Cái điểm M của chúng ta điểm M nó sẽ cách đều, được chưa? Điểm M nó sẽ cách đều hai cạnh OX và OY, được chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ tập hợp những cái điểm cách đều hai cạnh của một góc thì nó tạo thành tia phân giác của một góc. Đấy, đơn giản như thế thôi. Thầy nhắc lại thôi nha, không phải kỹ vào cái này vì trong cái sách cái khoa cơ bản tức là con còn có rồi. A B tức là MA này này bằng MB này này, được chưa? Hai cái này nó bằng nhau. Bây giờ đơn giản chứng minh hai nó bằng nhau như cạnh huyền không nhọn, xong đúng không? Ok. Cái thứ hai đó là lý thuyết là ba đường phân giác của tam giác. Ba đường phân giác của tam giác. Được chưa? Tính chất của chúng ta đây đó là ba đường phân giác của tam giác nhá. Bây giờ thì cho một tam giác ABC. Được chưa nào? Cái này thì phải vẽ bằng thước đấy. Còn lệch đi cái này, mặt cong lại không bằng nhau. Các con cũng vẽ bằng thước đi. Cái chỗ nào chúng ta vẽ tay thì vẽ tay tốt nhất, vẽ thước hết cho thầy. Hôm qua có một cái bạn Long Biên nhắn tin thầy. Mà thực ra thầy quay mấy cái bài giảng này năm nay dịch bệnh như này, thầy quay nó bị chậm mất mấy bài này. Lẽ ra là hoàn thành xong từ sau Tết, dịch bệnh. Các con biết rồi đấy, dịch bệnh thì hết. Mà ví dụ thầy quay như này nhá. Ví dụ di chuyển địa điểm về quê làm việc này, lắp bảng này, máy chiếu này, máy quay này, điện đóm này. Đấy. Rồi Tuấn Anh là gì? Long Biên nhắn tin cho thầy vào quay. Ok, sáng nay thầy đưa lên. Thực ra thì hôm trước thầy quay một lần rồi nhưng mà quay bằng giống như cái video thầy dạy Zoom ấy. Nhưng mà thầy không thích cái video đấy. Online thì chúng ta sẽ phải có cái bài giảng đó như thế này. Tính chất ba đường phân giác của tam giác cho tam giác ABC. Thầy có ba đường phân giác của chúng ta cắt nhau tại một điểm. Được chưa? Ba cái đường phân giác này nó cắt nhau tại một điểm. Được chưa? Ba đường phân giác này nó cắt nhau tại một điểm. Các con phải nên nhớ như này này. Bây giờ lớp 7 rồi nhỉ? Lớp 7 lớn rồi. Khi những cái dịch bệnh nó như này thì con mới thấy đó là thứ nhất là cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Đúng. Chắc chắn là chúng ta đã biết thời kỳ chúng ta sống là thời kỳ Covid mà. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Và ở đây
các con phải biết ơn cha mẹ đã đầu tư cho các con học hành đến nơi chốn như này. Rất khó khăn nhưng vẫn đầu tư cho các con học hành. Và ngược lại, chúng ta sẽ phải học hành như nào đấy để nó xứng đáng với cái sự đầu tư mà cha mẹ dành cho các bạn. Nó thật, nó thật đấy. Càng ngày sẽ càng vất vả, càng khó khăn. Và chúng ta phải học những hành như nào đấy để mà cho đến nơi đến chốn nhá. Vậy thì bây giờ thầy sẽ xóa cái này đi. Thầy xóa mấy cái này đi, thầy kẻ cho nó đỡ bị trùng. Được chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ đây này, phần giác này, phần giác này. Được chưa? Đấy. Đặc biệt là thầy, cái tuổi này của các bạn ấy, là chúng ta không nghe lời bố mẹ nhiều, ít. Và như thế là thầy cảm thấy là bố mẹ sẽ rất là buồn, đúng không? Cái tuổi lớp 7 đang cái tuổi lỡ cỡ thay đổi về tâm sinh lý, chứ là nhiều vấn đề. Đồng ý thôi, nhưng mà làm gì làm, học hành phải đến nơi đến chốn. Bố mẹ nói là phải nghe, đúng không? Nào, cho giác ABC của chúng ta nhé. Ba đường phân giác, ba đường phân giác nó cắt nhau tại một điểm. Thì gọi điểm đó là điểm Y. Được chưa? Y. Vậy thì cái điểm Y này nó sẽ cách đều ba cạnh của tam giác. Được chưa? Điểm này, sẽ cách đều ba cạnh của tam giác. Được chưa? Cái điểm này nó sẽ cách đều ba cạnh của tam giác. Rồi. Kẻ một góc. Mấy cái anh này sẽ bằng nhau. Thì đó là lý thuyết của chúng ta. Các con chuẩn bị vào đi, để chúng ta sẽ sang đến bài tập luyện tập của chúng ta trong cái phần này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập. Để bài chúng ta như sau. Trong giác ABC cân tại A, các cái đường cao BH và C cạt nhưng cắt nhau tại Y. Được chưa? Chứng minh cho AI là phân giác của BAC. AI là phân giác của BAC. Thì bây giờ chứng minh như thế nào, đúng không? Bây giờ rõ ràng bây giờ Y nó thuộc vào phân giác của BAC thì ta phải chứng minh cho IK nó bằng với lại là IH, đúng không nào? IK nó bằng IH thì IK bằng IH. Thì bây giờ chúng ta sẽ chứng minh như thế nào nhỉ? Đấy. Nào, bây giờ chúng ta suy nghĩ một chút để xem chứng minh như nào. IK của chúng ta bằng IH rồi, ok. Ở đây chúng ta sẽ có, đây là B1 này, đây là B2 này, đây là C1 này, đây là C2 này, được chưa? Vậy rõ ràng ta sẽ có như sau. Ta có này, B1 cộng với góc A là bằng 90 độ. Có phải là do BH đúng vuông góc với lại là AC không? Được chưa? B1 vuông góc cộng với góc A bằng 90 độ. Vậy thì bây giờ có phải là BH vuông góc với AC không? Cái thứ hai đó là góc C1 cộng với góc A bằng 90 độ do là CK vuông góc với cái gì? CK nó vuông góc với lại là AB. Đấy chưa? CK nó vuông với lại là AB. Vậy thì rõ ràng một điều
B1 nó bằng với C1. Mà cái tam giác của chúng ta là tam giác ABC. Nó cân tại đâu? Cân tại A. Suy ra góc B bằng góc C. Được chưa? Vậy bây giờ với góc B nó bằng góc C thì có là B2 nó bằng với C2. Đúng chưa nào? B2 nó bằng với C2. Vậy thì khi B2 bằng C2 thì cái tam giác IBC của chúng ta nó cân tại đâu? Nó cân tại Y. Suy ra một điều, đó là chúng ta sẽ có được cái gì? Chúng ta sẽ có là IB bằng IC. Được chưa nào? IB bằng IC nha. Đến đây bây giờ các con sẽ xét cho thầy tam giác IKB và cái tam giác của chúng ta IKB và IHC. IKB và IHC nó có này. Thứ nhất nó là góc K và góc H bằng 90 độ. Cái thứ hai nó là B1 bằng cái gì? C1. Cái thứ ba là IB bằng IC. Vậy thì rõ ràng hai cái tam giác này của chúng ta là cái tam giác IKB nó bằng với cái tam giác IKC theo trường hợp gì? Theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Thì từ đó ta có là IK bằng với IH. Thì bây giờ khi mà IK bằng IH thì nó nói lên một điều là điểm Y nó nằm trên cạnh AI và nó cách đều hai cạnh AB và AC. Lúc đó Y nó sẽ thuộc vào tia phân giác của góc BAC hay là AI của chúng ta là phân giác. Phân giác của gì? Phân giác của BAC. Hơi lạ đúng không? Hai đường này là hai đường cao. Thực ra bởi hôm sau chúng ta học cái này nó cũng vuông góc. Được chưa? Nó sẽ là ba đường cao nó cắt nhau tại một điểm. Được chưa? Ok. Vậy là bài đầu tiên đã xong. Các bạn lưu ý trình bày cho thầy nhé. Trong giác ABC của chúng ta là vuông tại A, có AB bằng 6, AC bằng 8, vậy này bằng 10 chưa? Trên nửa phẳng BAC không chơi điểm B, ta lấy điểm D sao cho CD vuông góc với CA. CD vuông với lại là CA và CD bằng 10. Cậu A chứng minh cho BD là tia phân giác của ABC. Chứng minh này, BD là phân giác của góc ABC này. Được chưa? Mà này nó rất là đơn giản, nó không gì khó cả. Thứ nhất là bây giờ ta sẽ gói luôn. Đầu tiên là AC của chúng ta nó bằng căn bậc 2 của AB bình cộng với AC bình nó bằng 1. Thì suy ra được một điều, cái tam giác của chúng ta là tam giác gì? Tam giác của chúng ta là tam giác CBD của chúng ta. Nó cân. Cân tại đâu? CBD nó cân tại C. Thì bây giờ khi CBD nó cân tại C thì ta có được cái điều gì? Khi CBD nó cân tại C nhá, thì ta có như sau. Ta có này, CBD nó có là góc B2 bằng góc D. Được chưa? B2 nó bằng với góc D. Vậy thì lúc này như thế nào? Ok. Do này, đó là AB của chúng ta nó vuông góc với lại là AC. Cái thứ hai là CA nó lại vuông góc với lại là CD. Thì suy ra được một điều, đó là CD của chúng ta nó sẽ song song với AB. Từ vuông góc với song song, đúng không nào? Bây giờ khi nó song song như thế thì chúng ta sẽ có được cái điều gì? Chúng ta sẽ có được đó là B1 nó sẽ bằng với góc D. Bằng với góc D. Sao lên trong?
Được chưa? B1 nó bằng với D sau đây trong. Thì suy ra một điều, ta có cái gì? Ta sẽ có là B1 bằng B2. Suy ra BD là phần giác. BD nó sẽ là phần giác của góc BAC. Được chưa? Đó là câu A. Câu B. Có Y là trung điểm của BD. Y là trung điểm nhé. Được chưa nào? Y là trung điểm nhé. Kẻ IM vuông góc với lại là AB, IN vuông góc với lại là AC, IP vuông góc CD chứng minh rằng IM bằng IN bằng IP. Ta có do BI là phân giác, tức là do này, ta có Y nó thuộc vào BD là phân giác của góc nào? Góc ABC. Ta sẽ có ngay là IM của chúng ta nó bằng với IN. Đến đây ta xét hai cái tam giác như sau: CIB, CIB nhá, và CIB và CID. Được chưa? Và tam giác CD. Được chưa? Có cái gì? Hai tam giác này nó sẽ có cái gì? Có là IB bằng với cái gì? IB bằng với ID. Được chưa? Cái thứ hai là CB nó bằng với CD. Cái thứ ba là chung CI. Được chưa? Chung CI. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có cái tam giác của chúng ta là CIB nó bằng với cái tam giác CID theo trường hợp gì? Trường hợp cạnh, đúng không? Hai tam giác này nó bằng nhau, vậy thì có phải là góc BCI của chúng ta đấy? Thầy xóa bên kia, thầy viết ở bên này nhé. Vậy thì lúc này có phải là cái góc BCI nó phải là bằng với DCI chưa? Đúng không? BCI nó sẽ là bằng DCI. Vậy thì bây giờ khi mà BCI nó bằng với DCI ấy, thì có phải là CI là phân giác không? Là phân giác của cái góc BCD. Đúng không? Vậy thì ta sẽ có là IN nó sẽ là bằng với IP. Vậy ta kết luận được một điều, IM nó bằng với IN nó bằng IP. Được chưa? Đấy, thì đó là nội dung bài số 2 của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 3 của chúng ta nhé. Cho tam giác ABC nhọn này, gọi K là giao điểm của hai đường phân giác của hai góc ngoài tại B và C. Được chưa? Đó. Chứng minh rằng AK là đường phân giác của góc A. AK là đường phân giác của góc A. Vậy thì ở cái bài này các bạn cần chú ý là có như sau này. Từ K tất cả cái anh KD nó vuông góc với lại gì? Vuông góc với AB. Tiếp theo là KE nó vuông góc với cái gì? KE nó vuông góc với lại là BC. Và KF của chúng ta nó vuông góc với lại là AF, AC. Đúng không? Thì rõ ràng ở đây do BK là phân giác của góc nào? Do BK nó là phân giác của góc DBC. Được chưa? Nên
KD nó bằng với cái F. Đúng chưa? Tiếp theo các con sẽ có được là gì? Do KC của chúng ta là phân giác của góc BCF nên ta sẽ có cái gì? Nó là phân giác của góc BCF cho nên ta sẽ có là KC KF của chúng ta sẽ bằng với KF. Được chưa? Vậy thì rõ ràng lúc này 1 và 2 từ 1 và 2 ta có được cái điều gì? KD nó bằng với KF. Đúng không? KD nó bằng với KF. Được chưa nào? KD nó bằng với KF nhá. Vậy thì bây giờ với khi KD bằng KF rồi thì có phải ở đây AK, tức là K nó sẽ thuộc vào đường phân giác của góc BAF, đúng không? Suy ra K nó phải thuộc vào tia phân giác của góc nào? Nó sẽ thuộc vào tia phân giác của góc DAF, à DAF của chúng ta. Được chưa? DAF nhá. Hay nói khác, AK nó sẽ là phân giác của góc nào? AK nó sẽ là phân giác của góc BAC. Được chưa? Đó nhá. Vậy là bài 3 của chúng ta đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 4 nhé. Cho tam giác ABC có góc A 120 độ và ba tia phân giác AD, BE và CF. Câu A chứng minh rằng DE là phân giác của góc ADC. Được chưa? DE nó là phân giác của góc ADC nào? Vậy thì bây giờ các bạn cần chú ý này. Ta có là A1 này, A2 này. Được chưa? Rõ ràng bây giờ ta có là AD là phân giác. Ta có AD nó là phân giác góc CAB. Thì ta sẽ có là A2 của chúng ta bằng A3 này, 60 độ, và nó bằng luôn A1 bằng 60 độ. Được chưa? Vậy thì lúc này ta có AC của chúng ta, nó sẽ là phân giác của cái góc nào? AC nó sẽ là phân giác của cái góc XAD. Được chưa? Của góc XAD. Được chưa nào? Vậy thì ta có như sau: EH, EK, đúng không? Đây là cả vuông góc đây, M. Rõ ràng bây giờ E nó thuộc vào phân giác AC, vậy thì EK nó EH nó bằng EK chưa? Đúng không? Ta sẽ có được một điều: EH bằng EK. Đấy, tức là khoảng cách từ điểm E này tới hai cái cạnh AX và AD là bằng nhau. Được chưa? Mặt khác, do ta lại có cái gì? Do ta có như sau. Do ta có là BE là phân giác của góc CBA. BE nó là phân giác của cái góc CBA. CBA. Suy ra một điều ta có được cái gì? Suy ra một điều ta có như sau:
đó là EH nó sẽ bằng EM. Đúng không? Thì dựa vào hai cái này thì con sẽ có được cái điều gì? Các con sẽ có được đó là EK ra bằng EM. Đúng không ạ? EK bằng M. Vậy thì ở đây E nó sẽ phải nằm ở trên đường phân giác của góc CBA. Đúng không ạ? Hay nói khác, ED của chúng ta, DE của chúng ta. Là phân giác của cái góc nào? DE nó sẽ là phân giác của góc C ADC. Được chưa? Đó. Đó là vấn đề thứ nhất. Câu A. Câu B của chúng ta. Câu B của chúng ta là như nào? Câu B đây gọi như sau. Chứng minh rằng cái tam giác là EDF là vuông. Nhá. Thì rõ ràng chứng minh tương tự thì chúng ta sẽ có DF của chúng ta. Nó sẽ là phân giác của góc ADB. Tương tự câu A. Ta có được DF, đó là phân giác của cái góc nào? DF nó sẽ là phân giác của góc ADB. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ có như sau. Sẽ xóa cái hình này. Đấy, có đây. D1 nó bằng D2, D3 bằng D4 chưa? Đúng không? Suy được một điều là D1 của chúng ta nó bằng D2 và D3 ở đây nó bằng với D4. Được chưa? Vậy thì lúc đó thì chúng ta sẽ có được cái điều gì? Lúc đó thì chúng ta sẽ có được một vấn đề như sau. Đó là D1 cộng với D2 cộng với D3 cộng với D4 bằng 180 độ. Đúng không? Mà chứ. Suy ra một điều là D2 cộng với D3 nó sẽ bằng 90 độ. Hay nói khác, đó là cái góc EDF của chúng ta bằng 90 độ. Thì đây chính là điều phải chứng minh. Đấy. Vậy là chúng ta đã xong được cái bài tính chất ba đường phân giác của tam giác. Được chưa? Cái nội dung bài học của chúng ta ở trong cái phần này tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trong những bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.